Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Hai ngày 9 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, có người bạn nhắn tin hỏi tôi: trong tuần qua có hai vụ nổ súng nổi tiếng ở bên nước Mỹ mà anh Hùng đã làm trên chương trình, tới đâu rồi? Thưa quý khán thính giả, tôi xin trả lời câu hỏi ngắn đó nhưng nhiều dữ kiện lắm. Vụ nổ súng đầu tiên đó là ở trường Appalachian High School ở quận hạt Bell County thuộc tiểu bang Georgia. Nơi đây rất gần thành phố lớn Atlanta, đông người Việt Nam cư ngụ. Tôi có làm chương trình trong tuần trước về vụ nổ súng nơi đây. Một học sinh lớp 9, freshman 14 tuổi tên là Coach Gray. Coach Gray đã cầm súng vào trong trường. Vào khoảng lúc 10 giờ sáng thì nổ súng. Nổ súng thì theo các dữ kiện là 7 người bị thương và 4 người bị tử vong, trong đó có một thầy giáo dạy về coach, tức là về thể dục đó. Và một cô giáo 52 tuổi lúc ấy đang tổ chức sinh nhật của mình luôn. Và cô giáo đó tử vong ngay chính ngày sinh nhật của mình và hai học sinh đồng lớp. Vậy là trường Appalachian đã khóc thương vụ này. Và tôi nói là ở bên Mỹ dưới 17 tuổi thì không có truy tố được là người lớn. Bên phía của công tố viên nói là sẽ truy tố là người lớn. Thứ Sáu vừa qua, Coach Gray và thân phụ của Coach Gray đã bị đưa ra tòa. Coach Gray bị tố là tội giết hại người 4 người và làm thương vong một số người, thì đó là tội cố ý giết người. Nhưng tối cao pháp viện của Mỹ năm 2005 đã nói rất rõ: những ai mà dưới 18 tuổi phạm tội thì không thể có tử hình được, tối đa chỉ là chung thân thôi. Tối đa là chung thân. Chánh thẩm phán ngày thứ Sáu có nói với Coach Gray rõ ràng đó là không có tử hình cậu được, nhưng tội của cậu có thể rất nhiều chung thân. Tức là chung thân nhưng không phải là một mà hai ba cái chung thân được đi kèm, vì có 4 vụ tử vong. Hôm đó đó thì rất nhiều người là thân nhân của các nạn nhân hoặc là ở trường học họ đến dự đông lắm, rất là đông. Nhưng Coach Gray thì không có nhận tội. Coach Gray cho rằng mình là bị bắt nạt. Mình bị bắt nạt nên bất mãn nên đã hành xử như vậy. Còn thân phụ của Coach Gray là ông Colin Gray, ông này 52 tuổi. Ông này cũng bị bắt và bị truy tố về tội vô tình giết người, tiếng Anh họ gọi là involuntary manslaughter. Nhưng nếu mà ông bị truy tố mà ông bị kết tội đó, thì vì là 4 vụ tử vong đó, nên ông có thể bị kết án lên tới 180 năm tù. Ông này thì ông mua súng vào tháng 12 năm vừa rồi để ông tặng cho con của ông, mà theo cáo buộc là ông biết rằng con trai của ông có thể là mối nguy hiểm cho chính bản thân và cho xã hội. Vì năm ngoái ở trường đã có một cái chuyện, đó là Coach Gray nói là sẽ bắn một số bạn bè ở trong trường. Chuyện này làm ầm lên thì hiệu trưởng và luôn cả cảnh sát đã nhập cuộc.
Lúc đó đó là hỏi Coach Gray, thì Coach Gray nói không, tôi không có nói bao giờ, đó là mấy đứa nó đặt chuyện cho tôi chứ tôi đâu bao giờ nói đâu. Thì lúc đó đó chưa có một cái dữ kiện nào nên nhà trường và cảnh sát đóng hồ sơ đó lại. Nhưng cái việc mà gọi là họ ghi note, tức là cái dấu lại là cậu này có hăm dọa, có hăm dọa. Và bây giờ đó từ cấp 2 bước lên cấp 3, cấp 2 là từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 á, ở bên Mỹ, bước lên cấp 3. Cấp 3 là 9, 10, 11, 12 thì cậu lên tới cấp 3 là freshman. Theo những lời kể của những người bạn á, thì cậu là một người ít nói. Nói rằng là cậu bị bắt nạt thì chưa hẳn như vậy. Vì trường mới nhập học thôi, trường mới nhập học. Mới nhập học vì cái vụ xảy ra là vào ngày sau lễ lao động ngày 3 tháng 9. Thân phụ của Coach Gray là ông Colin Gray nói con tôi bị bắt nạt. Người ta nghĩ rằng không đúng như vậy. Vì trước đó đó Coach Gray đã vào những cái trang nhà tìm hiểu về những cái vụ xả súng ở trong trường, như ở tại Portland, Florida, như ở tại Uvalde, Texas, vân vân. Nên đây là một người ngay từ lúc đầu đã có những suy tư bệnh hoạn, mà người cha lại mua súng cho con của mình và chính người con đã dùng cái súng đó thi hành một cái vụ nổ súng rất là kinh khủng như thế ở tại trường Appalachian High School. Về phần người mẹ thì báo chí truyền thông không có nói rõ là mẹ với cha có ly dị hay là ở riêng hay không. Nhưng theo đài CNN, người mẹ đó thì lúc đó ở cách xa trường là khoảng chừng 200 dặm Anh, tức là khoảng chừng 360 km. Người mẹ đó không biết vì cái gì, nhưng mà nửa tiếng trước khi mà cậu Coach Gray làm việc dơ bẩn này á, thì người mẹ đã gọi vào trong trường và trường có xác nhận đó là khoảng 9 giờ rưỡi á, là người mẹ nói rằng là cảnh báo có một cái gì đó, cái mối nguy hiểm mà không biết nó từ đâu, từ con của mình nhưng mà không biết vì lý do gì. Trường cũng không hiểu chuyện gì. Người mẹ đó lúc đó đang đứng cạnh cùng với cha và chị em gái, nên những người này làm chứng, và trong số điện thoại cũng có là có gọi vào trường. Người mẹ như vậy là không có bị truy tố vì đã làm hết bổn phận, cảnh báo ngay khi mà có một cái cảm giác hoặc linh tính hoặc gì đó biết con mình có thể trở thành mối nguy cho xã hội. Khi mà người mẹ gọi cho nhà trường rồi đó thì ngay lập tức lật đật lên xe chạy về nhà trường. Mà khi ấy người mẹ thì cách xa, tính như vậy là khoảng chừng hơn 200 miles, tức là khoảng chừng 360 km, để chạy về tới trường thì lúc đó đã trễ. Vậy thì người mẹ không có bị truy tố, nhưng người cha bị truy tố về 4 tội sát nhân không cố ý, involuntary manslaughter, và có thể bị tù 180 năm. Còn cậu con trai Coach Gray thì bị truy tố về tội sát nhân, nếu bị kết án thì có thể 4 cái tù chung thân, không thể nào có tử hình. Vì đây luật của nước Mỹ, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết năm 2005, những người dưới 18 tuổi phạm tội thì không thể nào bị tử hình, nhất là 14 tuổi là còn rất là còn vị thành niên thôi. Từ đây tới ngày đó thì Coach Gray sẽ bị giam giữ, không có tiền bail, tức là không có tại ngoại hầu tra được. Đó là câu chuyện liên quan đến trường Appalachian. Tới đâu rồi ha? Bây giờ hôm qua đó, bên sở cảnh sát ở tại Kentucky, là một tiểu bang miền trung nước Mỹ, có ra một khẩn cấp là ở trên freeway Interstate 75, tức là đường liên bang 75, exit 49, gần đó, cách xa thị trấn nhỏ tên là London khoảng chừng mấy cây, thì có một người cầm súng bắn vào các chiếc xe.
Họ nói như vậy là khoảng chừng 9 chiếc. Có người thì bắn trúng vào mặt, sợt qua mặt, có người thì vào ngực, vân vân. Nhưng chưa có tử vong. Thì cảnh sát đã cảnh báo và cảnh sát đi lùng bắt người này. Người này á, thì theo cảnh sát là 32 tuổi. Tên là Joseph A. Couch. Joseph A. Couch, 32 tuổi. Người da trắng. Cao khoảng chừng họ diễn tả bên Mỹ là 5 feet 9 tới 5 feet 10. Tức là khoảng chừng 1m9 ở đây rồi, 1m8, 1m9 ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam. Người này như vậy. Thì họ nói rằng là họ đã tìm thấy cái chiếc xe có cái khẩu súng AR-15 mà đạn nó được bắn ra từ đó. Từ hôm qua tới hôm nay, cảnh sát lùng, ít nhất là vào trong rừng là 50 cảnh sát FBI đi lùng cả cái rừng đó. Đi coi từng cái bụi cây, từng cái phiến đá, coi thử người này trốn ở đâu. Cảnh sát không nghĩ rằng người này lên xe của ai đó để đi khỏi cái vùng này. Vì sao? Vì xe của người đó đã tìm ra được và cây súng rồi. Cây súng rồi thì người này nếu mà nói rằng là chỉ dùng súng mà ép một người nào khác để lên xe người nào khác đi, thì không biết Joseph A. Couch có một cây súng nào khác hay không. Chứ còn các cái viên đạn là chỉ cây súng của AR-15. Nên cảnh sát tin tưởng là người này đang trốn ở trong rừng. Trốn ở trong rừng của tiểu bang Kentucky và cảnh sát đang lùng ở nơi đó một cách gắt gao lắm. Hôm qua, cảnh sát ở nơi đây đã cảnh báo tới các trường và các trường học ở cái khu vực này, tuyên bố là đóng cửa, không có mở trường, trường không có tựu trường ngày hôm nay hoặc cho đến khi nào tìm ra được Joseph A. Couch. Vì người ta sợ Joseph A. Couch có một cây súng nào đó mà bước vào trường rồi thì khống chế trường học, bắt các học sinh làm con tin thì rất là phiền toái. Nên các trường ở nơi đây tuyên bố đóng cửa. Cảnh sát địa phương cùng với FBI phối hợp như vậy. FBI là khoảng 40 cho tới 50 người và cảnh sát địa phương thì tất cả cảnh sát như vậy, người ta dự trù là cả mấy trăm cảnh sát đang lùng bắt cho bằng được Joseph A. Couch. Cho tới giờ phút này mà tôi đang thưa chuyện với quý khán giả, tôi nhìn lên trên màn hình của nước Mỹ mà chương trình tôi thường thường tôi mua cái chương trình mà mới nhất á, thì tôi thấy là chưa có bắt được, vẫn còn đang lùng bắt Joseph A. Couch. Quý khán giả thấy ở bên nước Mỹ, trường học là một nơi đáng lẽ là để mà đào tạo tương lai. Nhưng theo truyền hình và truyền thông của Mỹ, trường học thời kỳ này là trở thành chiến địa. Tất cả các học sinh mà đi tới nơi đây là được huấn luyện là phải biết cách đối phó khi tình hình người ta nổ súng, thì phải biết cách nằm sát xuống dưới đất như thế nào. Một quốc gia gọi là cường thịnh nhất thế giới nhưng lại có cảnh mở ngoặc đóng ngoặc là nội chiến. Trường học trở thành chiến địa. Theo đài CNN, chỉ năm nay thôi, năm 2024, đã có vụ xả súng như thế ở trong các trường học là 45 vụ rồi. 45 vụ. Bỏ đi mấy tháng mà nghỉ hè đó, thì chúng ta thấy là từ tháng 2 cho đến tháng 6 không? Là khoảng 4 tháng rồi, bây giờ mới nhập học 4 tháng mà nhập học mới có mấy ngày, 4, 3, 12 cộng mấy ngày, coi như một trung bình là 120 ngày, chia ra là đã thấy là cứ khoảng chừng 3-4 ngày thì có một vụ xả súng như thế ở trong các trường học. Nên ở đây là một gì đó, tình thế mới, chiến tranh kiểu mới ở nước Mỹ mà người ta gọi đó là nội chiến.
internal war, nội chiến đó. Nội chiến này á là không phải là giữa các phe phái với nhau, mà là giữa tập đoàn buôn bán súng ống với các nạn nhân, với các học sinh, với gì đó của xã hội. Bao lâu còn có tự do mang súng ống một cách bắn người bừa bãi như thế thì bấy lâu nước Mỹ còn tan hoang về nạn bạo lực đường xá và học đường. Vì ngoài 45 vụ xả súng ở trong trường học như thế thì không biết bao nhiêu vụ xả súng ở nhà thờ, ở đường phố, chợ. Trung bình mỗi một ngày nước Mỹ có vụ xả súng như thế là 1.5, tức là một vụ nữa, nghĩa là 2 ngày thì có 3 vụ, 4 vụ xả súng như thế. Thì nước Mỹ đang có cuộc nội chiến vì do bạo lực súng ống, mà do tập đoàn buôn bán súng ống tìm bằng mọi cách làm sao có lợi nhuận, bán càng nhiều vũ khí càng tốt. Nước Mỹ tự diệt vong do cái nạn tự do súng ống như thế. Tôi xin cập nhật tin tức liên quan đến 2 vụ nổi tiếng, chứ còn có những vụ khác nữa lẻ tẻ, nhưng này 2 vụ nổi tiếng. Và có một vụ ở bên phía của tiểu bang Kentucky, ở thị trấn nhỏ tên là London, phía nam của thị trấn tên là Lexington, khoảng chừng 180 miles, tức là khoảng 300 cây số. Tình hình là như vậy đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.